chị em chị Lan Anh Phùng nha. Đây đủ bảng màu cho tình yêu lựa chọn được chưa? Đủ bảng màu cho tình yêu lựa chọn luôn. Trắng, vàng, đen, kem, màu nào cũng xinh luôn. Rồi, ok chị Phùng Liên, một vàng một kem cho em xin cả chiều cao cân nặng kèm với địa chỉ nhá. Có đủ size S, M, L, XL cho em, có đủ size S, M, L, XL. Trắng, vàng, đen, kem cho em. Comment cho em màu, kem size, kem số điện thoại, địa chỉ là lên đơn hàng thành công. Màu, kem size, kem số điện thoại, địa chỉ nhá. 85.000 một quần eo 80 mặc ok chị ơi. Eo 80 em mặc ok nha, không sợ nha. Đây, túi rất là sâu hoặc tình yêu em để điện thoại thoải mái nhá, để điện thoại để tiền thoải mái cho em được chưa? Hàng siêu siêu đẹp luôn, không đẹp không lấy tiền luôn. Rồi, hai đen, một vàng, một trắng ok chị yêu luôn. Rồi em chốt đơn ạ. Một trắng này, một vàng, một đen, một kem. Đây các tình yêu ơi, bảng màu của nó siêu siêu đẹp luôn. Rồi ok chị Lâm này, cho em xin cả đầy đủ thông tin size số kem với cả số điện thoại địa chỉ để lên đơn hàng nhá. Một đen một trắng, rồi em inbox địa chỉ 62 kg, chị cao bao nhiêu chị Ngải ơi? Ok chị Phùng Liên trai ẻ rồi ạ. Nào nhanh chóng nha. Ok chị Huyền Khải này, một đen một vàng 60 kg, 1m50. 60 kg, 1m50, em sợ hơi kích đây chị Huyền Khải nhá. 60 kg thì chị phải cao tầm từ 1m6 trở lên. Rồi ok tình yêu luôn. Đen vàng chị Hằng Vũ, chị lấy size gì ạ? Nhanh chóng comment cho em. Ok thêm một kem size XL. Ok chị Trâm Nguyên, ok chị Lê Chi. Đây, siêu đẹp luôn ạ. Tình ơi, hàng này không đẹp em không lấy tiền. Hàng này không đẹp em không lấy tiền. Đây, cả chị nhìn cái form, kể cả form quần đen cho em nhé. Đây nha các tình ơi, form quần đen của nó là tình yêu cạp cao. Thứ nhất là nó cạp cao tôn dáng này, ôm bụng này, size 53 cân, mặc size XL cho em Trang Vũ nhé. Đây là chị gái nhé, nhưng mà tùy vào chiều cao của tình yêu nữa cơ. Đây, hàng chuẩn form luôn, hàng chuẩn form của tình yêu, nhìn em nhá. Em dơ thế nào, tình yêu có nhìn thấy rõ không? Rồi, rua con cho tao hai cái, ok, inbox luôn nhá. Rồi, ok, em không xịt một cái đâu, tình yêu 1m59-63kg, không vừa chị gái nhá. Ok, chị Hà Dương 1m52-51cân, mặc XL, mặc XL thôi chị ơi. Rồi, ok, chị Hoa Diệp này, tí em check inbox này, một vàng một kem, ok, tình yêu luôn này. Hai cái xịt nhà tao gần chỗ này, nó qua lại. Rồi inbox cho cái địa chỉ nhá, rùa con ơi. Ok, em chốt đơn cho chị Bích Thùy, chị Phùng Liên rồi ạ. Nhanh chóng comment cho em nhá, màu, kem size, kem số điện thoại, địa chỉ cho em. 40kg mặc size cho em rồi. Ok, chị Hoa Diệp, bên xỉ tí bên em sẽ check inbox. Nào, nhanh chóng nhá, 1m550 cân, mặc size XL, chị Suri Nguyễn nhá. Rồi, con quân giả vải như ảnh. À, quân giả vải đấy để gì nhá, mãi em xấu nhá. Tại vì là quân giả vải đấy em đang chảy sạch luôn. Em nói thật, có nghĩa là tất cả những cái hàng đấy em cho bán lẻ. Cái quân giả vải đấy em chưa bán lẻ tình yêu ơi. Em đăng lên cho khách xỉ lấy trước, cho khách xỉ lấy trước nhá. Còn khách lẻ thì em chưa bán. Đấy, lúc nào em phải làm được số lượng lớn thì khách xỉ lấy hết rồi thì em mới bán lẻ được. Ok, không có màu hồng chị ơi. Nếu mà quân sóc này màu hồng đúng là thật là không ra gì. Em nói thật luôn, màu nào em cũng có thể làm được. Nhưng mà cái màu nào làm ra mà lên quần dễ, kết hợp quần áo dễ thì em mới làm thôi. Chứ còn là màu hồng mặc rất là khó tình yêu ơi, mặc kết hợp cực kỳ khó. Các chị lấy những cái màu phổ thông như thế này nhá.